Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, Sài Gòn bây giờ đêm đã về khuya và ở những cái xóm đạo chợ Sài Gòn thì các bạn thấy là bây giờ họ thường là trăng đèn nhìn rất là đẹp. Và nơi Tuấn Dương đang đứng đây đang là đường Ông Ích Khiêm và lối đi vào nhà thờ đá. Thì các bạn thấy nguyên một cái con hẻm này là họ đã kết đèn nhìn rất đẹp luôn. Đây, con hẻm này là hẻm 112 Ông Ích Khiêm. Đó. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi vào xóm đạo ở quận 11 để gửi tới quý cô bác anh chị. Và lát nữa Tuấn Dương sẽ đi đến nhà thờ Phú Bình. Mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Các bạn ơi, ở đây Tuấn Dương đang trên đường để đi vào khu xóm đạo đây. Các bạn nhìn thấy ở trên này thì họ có những các cái đèn họ kết thành một cái dãy là màu xanh, màu tím, màu đỏ, nhìn rất đẹp luôn. Đó, và hình như theo như Tuấn Dương được biết thì toàn bộ khu dân cư họ sẽ phải gom tiền lại để họ cùng trang trí. Ở đây các bạn nhìn này, nguyên này. Họ đã có cái bảng Merry Christmas, bây giờ hình tượng Chúa họ trang trí trước những các cái ngôi nhà. Và đây đang là hẻm 110 đường Ông Ích Khiêm, lối vào đường Ông Ích Khiêm các bạn ạ. Đây là đi vào. Wow, chỗ này nhìn đẹp quá, đèn đủ màu sắc luôn. Đây, hàng đá trước nhà thờ này các bạn ơi. Wow. Đây, mình thấy họ trang trí hàng đá này. Rồi có hình những cái chú dê, hình tượng Chúa. Nhìn rất là đẹp mắt. Tiếp nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn. Đó. Đèn họ trang trí đèn nhấp nháy lấp lánh. Các cái con hẻm dọc các cái con hẻm. Họ sẽ trang trí hết. Wow, đây. Đây khúc này để Tuấn Dương sẽ quay lại. Đây, từ khúc này ra tới tận ngoài đường từ khúc này cho tới tận đường Lạc Long Quân. Nguyên những các cái con hẻm sáng trưng luôn, kể cả các cái hẻm nhỏ Tuấn Dương thấy họ cũng kết đèn nhìn rất đẹp. Nhìn như là những cái vì sao lung linh. Do camera nó ghi hình thì nó cũng không bắt được những các cái đèn, nó bị một cái là nó hơi bị mờ các bạn ạ. Cái đèn nó bị lóa, không có thì nhìn sẽ rất đẹp. Cả cái đoạn đường dài tới cả cái con hẻm này dài mấy cây số. Buổi tối nhìn nó sáng rực lên nữa các bạn. Rất đẹp luôn. Trong cái tiết trời se lạnh, gần đến Noel thì thường là Sài Gòn hơi se lạnh một chút các bạn ạ. Đó.
rất đẹp nhé. Đó, các bạn nhìn này, nguyên một cái con đường. Đây cả cái hẻm 86 ông ấy khiêm nữa. Đó, nguyên một cái dãy rất là dài, dài tới tận phía bên trong. Con đường dài cả hàng cây số. Này, Tuấn Dương sẽ đi ra ngoài nhé. Quá trời đẹp luôn. Đây hình như cái lối ấy, lối này đi ra cái khu nhà thờ đá. Hẹn hô cơ rồi, chắc mình sẽ phải quay lại. Rất đẹp. Đây là hẻm 86. Được hẻm 86 các bạn ạ. Hẻm 86 đường ông Ý Khiêm. Wow, đây là đường Bình Thới, ra đường Bình Thới các bạn ạ, đường 100. Tuấn Dương sẽ quay lại nhé. Dương thấy cũng có nhiều hộ gia đình họ cũng đang tính để họ trang trí, họ cũng đang tính để họ trang trí trước cửa. Đây các bạn nhìn họ kết đèn rất đẹp. Kết đèn màu trắng. Trong cái tiết trời xe lạnh này mà chúng ta ăn những các cái món bắp nướng hay ngô nướng thì rất là tuyệt vời. Đây chúng ta đi ra, đây là đường Lạc Long Quân rồi các bạn ơi. Tuấn Dương sẽ đi đến khúc nhà thờ Phú Bình. Lạc Long Quân hướng về phía giao lộ Lạc Long Quân cắt với đường Âu Cơ. Thank you.
Cái tiết trời Sài Gòn lúc này nó se lạnh, khá là thích thú. Mình cảm thấy là cái thời tiết này thì rất là mát mẻ. Đây các bạn đây, lối đi vào giáo xứ Phú Bình, nhưng mà mình ra có vẻ là hơi trễ. Đến 10 giờ thì họ đã tắt đèn rồi. Đây là lối đi vào giáo xứ Phú Bình. Có lẽ là ngày mai sẽ phải đi sớm hơn. Đây lối đi vào nhà thờ Phú Bình đây các bạn. Đường Lạc Long Quân, phường 15, quận 11. Có lẽ là họ chỉ bật điện đến khoảng 22 giờ. Sau 22 giờ thì họ sẽ tắt đèn. Đây khu nhà thờ Phú Bình đây các bạn. Ở khúc này họ bán hàng rong. Đó, lại một mùa Giáng sinh nữa lại về. Đây khúc này bên nhà thờ đóng cửa rồi. Gia đình họ cũng trang trí Noel này các bạn ạ. Chúa Giáng sinh, khu đạo Đức Mẹ, khu đạo Giuse. Vậy là chỉ có một số những các cái khu dân cư, một số những các cái khu dân cư là họ còn bật đèn sáng rồi. Còn những các cái điểm mà vào các cái khu nhà thờ thì họ đóng cửa hơi sớm các bạn ạ. Buổi tối này Tuấn Dương thấy những các cái quán bán hột vịt lộn này, rồi các cái quán bán đồ nướng và vẫn còn thu hút khách. Đây đối diện cái hẻm 423 Lạc Long Quân. Đấy, chúng ta lại đi vào cái hẻm này. Công chúa Giáng sinh đó. Họ cũng trang trí rất đẹp nhé. Thôi giờ Tuấn Dương sẽ đi vòng quanh cái khu dân cư này chút xíu. Và mình sẽ xin phép là sẽ tạm dừng cái video này tại đây. Một số nơi để họ cũng đã bắt đầu họ tắt đèn đi rồi các bạn ạ. Không còn trang trí nữa, mặc dù là nhìn thấy có những các cái đèn kết hoa màu sắc rất là đẹp. Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây nhé. Xin cảm ơn các cô bác anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi. Hôm nay thì bỗng dưng nổi hứng đi quay buổi đêm ở xóm đảo bên đường Lạc Long Quân, quận 11. Nhưng mà mình đi có vẻ nó hơi trễ một chút. Muốn là đi nó trễ một xíu thì cô bác anh chị chúng ta nhìn ngắm được những các cái cảnh về khuya. Nhưng mà rất là không may là họ đã tắt đèn, đóng cửa